gà. Cái gì vậy? Diễn sĩ trâu gà vậy? Ban ngày đã đời, ban đêm còn đời nữa. Mà để tôi yên được không? Khổ quá mà. Mệt quá. Chuyện của tôi đừng làm. Mai chen vô cho bé. Hãy bắt tay luôn. Được rồi. Đi cho em đi. Xong tám. Xong bà. Bà 78. Gì nhiều dữ vậy? Trời ơi, chị biên cho em đi. Còn con nữa. Rồi. 49. Bao lô 5.000 cho em. Rồi, 5.000 con nhiều lắm á nha. Chơi, làm giàu luôn. Ngon lành, chuyến này đổi đời chứ. Em hát linh cảm là chuyến này đổi đời á. Ủa, còn nơi cũ của tao sao mày? Trời ơi, chị lo gì, chiều nay em rút ra chị hết luôn. Rồi, hết đây cho tao. Buông tôi ra, buông tôi ra, buông con người ra. Mày giấu vợ mày ở đâu rồi? Không có giấu gì đâu, vợ tôi đi bán vô về mà. Mày đừng có sợ với tao nha. Tao mới ra ngoài đó, không có đó ngoài đó. Vợ mày thiếu nợ của tao gần 10 triệu. Tao nói cho mày biết nha. Nó thiếu nợ tao, nó trốn mặt tao mấy ngày nay rồi nha. Mày liệu hồn lôi nó ra đây trả nợ cho tao. Còn không hả? Mày biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Dạo này xăng nó rẻ lắm á. Hay đó. Nếu như con vợ nó không trả nợ, biết làm gì rồi đúng không? Mày có tin cái nhà mày sáng với khu này không? Tôi sẽ đến vợ tôi trả tiền mà. Thôi được rồi. Cảnh cáo nghe chưa? Đúng rồi mày. Từ ngày Sa chân vào con đường đề đó, Nga bỏ bê công việc, con cái, suốt ngày chìm đắm vào những con số. Càng chơi càng mê, càng thua càng gỡ. Cuối cùng Nga đẩy cả nhà vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Con muốn cầm cái gì? Có chứng minh hộ khẩu nè. Chứ đôi đôi bông, chiếc nhẫn. Không có khả năng chi trả món nợ, Nga quyết định cầm cố hết tài sản mà mình có để lấy tiền cùng gia đình bỏ trốn. Để tránh chủ nợ, Nga quyết định dẫn cả gia đình bỏ trốn từ Cần Thơ về Vĩnh Long lánh nạn. Bà Năm bán rau ngoài chợ hơn 20 năm nay. Các con bà đã lớn và cũng đã ra ở riêng. Chỉ còn hai vợ chồng già nương tựa lẫn nhau. Ủa? Cô ơi. Dạ bà ơi. Con thấy chỗ này trống á, bà cho đứng đi bán cho bà. Ủa ngoài đó cũng ăn dí quá trời luôn á, mà bán được nữa. Mà bà thấy con lạ lắm. Con bán ở đâu chợ á? Bán ngoài đâu rồi? Mà cái công an cũng đang dí quá trời dí luôn. Mà bán buôn ế ẩm quá, bà cho vô đây bán nha. Ừ, thôi còn trống á, con bán đi. Nhưng mà nhớ giữ sạch sẽ cho bà nha. Bà yên tâm nha, con sạch sẽ dữ lắm. Trời, con tên là Nga đó, tại bà kêu bằng Nga nha. Ừ, còn bà là bà Năm. Dạ, bà Năm. Bà Năm tốt bụng quá à. Sau khi lưu lạc đến Vĩnh Long, Nga sang lại xe bán xôi của người quen để buôn bán kiếm sống. Cả ngày Nga đẩy xe đi bán cũng chỉ kiếm được hơn 100.000. Anh Bình chọc Nga thì còn đang tìm việc. Chi phí cho gia đình bốn miệng ăn còn không đủ, chứ đừng nghĩ đến chuyện trả nợ. Chị, muốn gì vậy chị? Biên đề. Có đâu? Có người chỉ biên đề ở đây mà, biên cho em đi. Tụi nó không có mà. Ủa mà nhìn bà ở đâu mới tới lại vậy? Ở đâu tới quan trọng gì, giờ có biên không? Tụi không có ghi mà. Ghi thôi, làm chứ. Chị. Hả? Cái gì vậy? Mày đặt đi cổ. Mày biết bà lạ. Ta chỉ rõ ràng. Đâu? Nè, đi con rắn đi. Rồi, ba xị luôn nha. Ha. Mày chính nha chị. Chị nghĩ chưa? Nghĩ rồi. Thôi cho 5 xị luôn đi. Thôi. Lớn nhỏ luôn. Ăn lớn ha. Thôi. Chiều nay tôi quay lại tìm chị đó. Ok. Chuẩn bị tiền nha. Xong. Chiều tôi quay lại á. Chắc chắn. À má gì vậy? À má con mua gì cho con?
cơm chưa? Dạ nhà hết gạo rồi. Hết đi mua. Con không hiểu. Thôi con đi đâu nọ hoài. Ra mua, nói mai má trả cho. Lẹ đi. Dạ. Con nhỏ này, chú giúp lỡ. Dạ. Nhà cửa tan nát, chủ nợ bủa vây, con cái nheo nhóc bỏ học vẫn chưa giúp Nga sáng mắt ra. Như bị ma ám, Nga tiếp tục đâm đầu vào những lô đề ý mong muốn đổi đời. Tất cả phần tiền còn lại sau khi cầm cố tài sản buôn bán đều đốt hết vào số đề. Từ ngày dướng vào lô đề, những ai có thể mượn được tiền Nga đều mượn hết. Tất cả những người trong gia đình không ai thèm nhìn mặt Nga nữa. Đời đời má, con đâu có vậy đâu. Luôn á. Giờ sao ta? Cha chồng của mình á, hãy giấu tiền trong bếp. Không ai biết giấu tiền. Cái gì úp mình phải mở ra mới được. Gì vậy? Có gì đâu. Bà giấu gì trong tay á? Đau lưng quá à. Tôi thấy bà mới lục lọ giấu gì trong tay á. Đưa đây. Cái gì mà được? Dạ bà được không? Có gì đâu được. Dạ tôi nói bà được không? Dạ bà nói không có hả? Ông làm gì tiền cắt lâm chỗ à? Sao tiền bà tôi giấu ở đâu? Bà cũng tiền ra hết vậy. Mệt quá. Tiền đất tôi gạo tôi vợ giữ đi cắt chuyện đó. Của chồng công vợ làm dữ à? Chẳng qua là bà mê đề đốm quá nên tôi mới giấu tiền, hiểu không? Ông ơi, ông làm tôi cũng làm, chẳng qua tôi chơi đề cũng kiếm thêm chứ bộ gì tôi giàu sao? Bà đừng có ba chợ cái gì. Tiền này á là tiền dành dụm lo cho cả nhà. Thì tôi cũng định lấy xài cho gia đình đó. Tôi nói bà lần cuối nha, tôi cảnh cáo bà nha. Bà mà còn một lần nữa bà chết tôi á. Ông bắt tiền mẹ cháu. Tôi nói ông gọi tôi hoài à. Từ từ tôi trả. Mai hả? Rồi, tôi nói ông nghe nghe. Làm bao linh nó mới nghe. Thấy là sáng tám là phát phát là ông. Cái gì? Nội, nói xui xẻo mà. Lỡm gì hay cầm. Vừa phải thôi. Mai tôi ra tôi biết. Rồi tôi trả ông luôn. Quá. Má ơi, con đầu quá. Con biết rồi. Thì con nhất á. Má cho thuốc đó. Ngủ đi. Nhưng mà con bị ít nào. Tao phải thức khi hết liền, từ từ hết mắt ngủ đi. Em mắt mày ngủ. Má, đóng tiền học phí cho con đi má. Gì nữa, học phí gì nữa. Đóng cho má, con cười quá má. Cười tôi cười, học phí hoài mệt quá. Thôi đi, đi đi, mệt quá. Hai chục này con. Có tiền con mà nè. Ờ, con có tiền lẻ không cho bà xin đi. Không có như mày à. Ừ, thật cũng được. Đang lâm vào cảnh túng thiếu, lại thấy bà Năm có một số tiền khá lớn, làm cho Nga nổi lòng tham và bắt đầu tìm cách chiếm đoạt. Nè, cho bà tháo tiền. Bà làm cắt tiền túi nhiều như vậy? Không sợ cái gian hả? Không để nhà á. Trời ơi, người đau khổ đó con ơi. Cái khu mình giờ chợ trước nhiều lắm á. Cắt nhà không có yên tâm. Bà cắt kỹ nghe. Chứ không mà người ngoài họ thấy á,
nổi lòng tham á. Em ơi con, lâu lâu mua bán đi, bán ế ẩm chứ nói chuyện với ai. Mà Năm, lớn tuổi rồi mà để dành tiền chi nhiều bây giờ, ăn xài thoải mái vô đi chứ sướng. Trời đất ơi, nói chứ bà để là để lo hậu sự cho bản thân, bà không có muốn làm phiền cho con cháu. Ai mà làm con bà làm sướng dữ nha. Thì bán mày ơi. Món tiền của bà Năm luôn ám ảnh trong tâm trí Nga. Một ý đồ đen tối nhen nhóm trong đầu Nga, không có được số tiền này. Tôi đi qua nhà 7 chút nha bà. Đi không có nhậu á nha. Không có nhậu đâu. Trời ơi, mày đặt hả? Qua chơi là được rồi. Còn mày đặt cái cây, gì nữa. Năm đừng ngại, nó ăn mà. Nam, con nghe một cái khác Năm ơi. Không, thôi chết rồi. Trời ơi, cái nào cắt khô, cắt khô. Để con đi cho Nam. Không, không, được rồi, được. Mày mà không trả nợ, tao bắt hai đứa này về. Tôi trả mà, đừng có đánh con tôi, đừng bắt con tôi mà. Bây giờ trả. Ráng tôi đi. Ba bỏ nó tôi trả cho. Hai ngày, bỏ trả giá mày. Hai ngày qua mà không có tiền á, tao lấy máu trả nợ. Nghe chưa? Còn không á, tao bắt hai đứa này đem đi bán mày hiểu chưa? Nhớ chưa mày? Tôi biết rồi, nó trả. Nhớ. Trời ơi, bà thấy chưa? Tại ai? Hả? Tôi chịu anh rồi ơi. Bà, đúng là hết thuốc trị rồi. Bà bị con ma đè, nó ám rồi. Tôi phải mang hai đứa nhỏ đi. Để bà đưa hai đứa nó ở đây á, trước sau gì bọn mà cô cũng bắt nó đem đi bán á. Đâu ở nhà chứ đi đâu? Đi con. Anh ông ơi, anh hết kiên nhẫn biết mới mê đề cái gì, lo sợ giống cô ngộ đòi nợ sẽ bắt cóc các con. Anh Bình đã dứt khoát đem hai con đi mặc cho Nga gian này. Chồng con dặn con dắt hai đứa con đi mất tiêu rồi mà con đang nỉ cỡ nào cũng tha thứ hết á Năm. Con thiếu nợ người ta, là tôi nói ngày mai tôi đòi nợ, bây giờ con không có tiền trả nữa, con mới tính cách nào nữa. Giờ vậy nè, Năm ơi Năm, giờ con biết đi đâu giờ? Năm,
anh giúp con này nè. Anh cho con mượn tiền này nè, rồi con có tiền trả rồi chứ. Chú nợ tới đòi con là con có tiền cũng trả. Ngày mai tới đòi Nam ơi, giúp chúng con Nam. Thiệt đó là Nam cũng muốn giúp con lắm á. Nhưng mà Nam mới cho tiền cái thằng cháu nó sửa nhà. Giờ Nam còn không có bao nhiêu hết trơn á. Nam, Nam thương con, Nam giúp con đi. Con nghĩ Nam có tiền á. Trả lại 5 tiền đâu. Em đã nói rồi, cái tiền này á, bây giờ để làm vốn con biết rồi. Năm cũng bán hàng ngoài chợ đó. Giờ nữa cho con rồi, năm sống bằng gì đây? Năm giúp con được cái năm. Trời ơi, năm cũng nói hết lời rồi. Cũng muốn giúp con mà, chứ đâu phải là năm không muốn giúp. Chiếc túi căn phòng của bà Năm khiến Nga không thể rời mặt. Nga chắc chắn bà vẫn giữ tiền trong người. Nga càng cảm ơn bà Năm lấy chết mà không cứu. Sau khi gây án, Nga hốt hoảng rời khỏi hiện trường, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn để xe đi bán bình thường. Quyết không để lọt tội phạm, bằng nghiệp vụ điều tra, công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng khoanh vùng và phát hiện được Nga chính là thủ phạm gây ra giết người cướp của. Nga bị bắt ngay sau đó. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, cơ quan điều tra phát hiện Nga đang mang thai, nên Nga chỉ bị tạm giam thời gian ngắn. Sau đó được tại ngoại để sinh và nuôi con theo chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngày 5 tháng 1 năm 2017, tòa án tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo 26 năm tù vì hai tội danh giết người và cướp tài sản. Đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường trên 113 triệu đồng cho gia đình. Mấy chục năm qua, vợ chồng già sướng khổ có nhau. Ông trồng rau rồi chở ra chợ cho vợ bán. Tuy vất vả nhưng ấm lòng hạnh phúc khi vợ chồng cùng chung tay lo cho đàn con khôn lớn. Rồi cô gái ra riêng, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại đôi vợ chồng già bầu bạn bên nhau. Từ ngày vợ mất, ông Hồ Thanh Phong sống thui thủi một mình trong căn nhà trống vắng. Tuổi già cộng thêm nỗi đau mất người bạn đời đã khiến ông không còn muốn sống nữa.